Minh Thúy xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 3, 2024. Đến với VATV hôm nay gồm có phỏng vấn đặc biệt và nhạc lá bồ đề. Kính thưa quý vị, một trong những sự khác biệt giữa thế hệ tị nạn đầu tiên và thế hệ sau là sự khác biệt trong nhận định chính trị nước Mỹ về khuynh hướng của hai đảng chính tại Hoa Kỳ. Ngoài việc cho rằng trong cuộc chiến Việt Nam thì đảng Dân Chủ không ủng hộ Việt Nam Cộng Hòa đúng mức, thế hệ tị nạn đầu tiên cũng thường cho rằng đảng Dân Chủ thường có những chính sách mị dân, như lợi dụng các chương trình xã hội để thâm thủng, không chú ý đúng mức đến giáo dục và giá trị của gia đình. Họ cho rằng đảng Dân Chủ thường xúi dục những bất bình, thiếu chính đáng của dân nghèo, thiếu hiểu biết hoặc của các trẻ mới lớn để chiếm phiếu và tiêu xài lãng phí những ngân quỹ của quốc gia. Những người tị nạn của thế hệ đầu tiên vì vậy thường không có cảm tình với đảng Dân Chủ. Trong khi đó thì con em của họ, những người trẻ của thế hệ thứ hai lại bất bình với những áp đặt của truyền thống vào đời sống người dân của đảng Cộng Hòa. Họ bực bội cách đối xử khinh miệt, bất nhân của những đảng viên Cộng Hòa đối với người dân da màu, dân nghèo, dân nhập cảnh lậu. Họ khinh bỉ những cái nhìn hạn hẹp, chỉ ủng hộ người dân giàu, bịt mắt làm ngơ trước những đau thương, trước những kẻ bất hạnh của đảng Cộng Hòa. Tuy đây là cái nhìn chính trị khái quát của hai thế hệ người Việt. Joseph không hài lòng với cái nhìn quá đại cương đó. Anh cho rằng đó chỉ là cái nhìn bề mặt và là cái nhìn nông cạn, thực sự đòi hỏi đặt lại vấn đề ở mức độ sâu hơn. Phải đặt lại cái nhìn đó như thế nào? Xin mời quý vị theo dõi sự suy nghĩ của Joseph về vấn đề này trong phần chính phỏng vấn giảng viên Joseph Phúc Nguyễn do Phan Lê Dũng, Võ Thành Nhân và Minh Thúy thực hiện. Trước khi mà mình kết thúc, tôi vừa mới nghe anh đề cập một cái vấn đề mà đáng nhẽ là tôi hỏi nên hỏi từ trước, nhưng mà thôi thì bây giờ cũng không có gì là quá muộn để mà mình hỏi cái chuyện đó. Anh vừa mới nói cái chuyện mà cái sự suy nghĩ về chính trị của cái đây không phải là mình bàn luận về chính trị, nhưng mà mình bàn luận cái sự khác biệt, cái sự bất đồng suy nghĩ giữa cái những cái người ủng hộ ông Biden và ủng hộ ông Trump. Đúng rồi. Thì theo cái nhìn của anh, những người trong giới của anh, thường thường người ta nói là những người trẻ thì hay có cái khuynh hướng ủng hộ đảng Dân Chủ, đúng không ạ? Tôi nghĩ là đại khái như vậy, nhưng mà tôi không thích nói khái quát như vậy, tại vì mỗi người có một kinh nghiệm khác nhau, cho nên là không phải là mình theo thuộc thế hệ thứ hai nên là mình sẽ thuộc đảng Dân Chủ. Không. Và thậm chí những người thế hệ trẻ mà họ đã bỏ phiếu cho đảng Dân Chủ, họ không thích đảng Dân Chủ đâu, họ chỉ có hai sự lựa chọn thôi, nên là họ chọn đảng Dân Chủ thôi. Nhưng mà nếu mà nhìn một cách học thuật á, thì nó nếu mà nhìn theo và nghiên cứu những cái cộng đồng khác, thí dụ cộng đồng Cuba, cộng đồng Việt Nam rất là theo đảng Dân Chủ, tại vì cái lịch sử của việc chống cộng, và ngày xưa thì đảng Dân Chủ đã ủng hộ những cái phong trào chống cộng nhiều hơn đảng Dân Chủ á. Đó cũng là một lý do. Và theo nghiên cứu thì có một cái bài nghiên cứu rất là hay của một giáo sư tên là Loan Lê, là giáo sư ở Đại học San Francisco State University, đã nói về những cái priorities của cộng đồng, của người lớn tuổi và người trẻ, tại sao nó khác nhau. Thí dụ người lớn tuổi thì thấy là, thí dụ những chính sách đối ngoại là một cái priority rất là quan trọng. Thí dụ cái chính sách đối ngoại đối với Việt Nam, đối với Trung Quốc, đối với những chiến tranh đang xảy ra trên thế giới rất là quan trọng. Taxes cũng quan trọng, người trẻ chẳng có quan tâm đến taxes tại vì họ vẫn sống với bố mẹ mà. Yeah. Họ vẫn và đối với người trẻ thì họ, thí dụ như tôi á, tôi lớn lên tôi coi mình là người Asian chứ không phải người Việt, tôi không biết cái identity của mình là ai, mình là người Mỹ hay là mình người Việt, thì rất là nhiều người trẻ thì quan tâm đến racism hay là quan tâm những cái vấn đề về những cái social, những cái vấn đề xã hội trong cộng đồng trong Hoa Kỳ. Mà người lớn tuổi thì thấy là mình người nhập cư thì cái việc bị kỳ thị, phân biệt chủng tộc
nó cũng là một cái sự khó khăn, nhưng mà nó không khó khăn, nó không quan trọng đối với mình so với thí dụ những cái diễn biến nó xảy ra ở Việt Nam, tại vì đó là nơi đất nước của mình. Cho nên là khi mà nhìn thấy là ô những cái gì thí dụ ông Trump đang làm cho Trung Quốc chẳng hạn, và rất là mạnh đối với Trung Quốc, thì người Việt thích cái đó. Còn không phải là người trẻ không thích cái đó, nhưng mà người trẻ không quan tâm đến những cái đó bằng những cái vấn đề quan trọng đối với họ. Những người trẻ thí dụ có thể truy cập healthcare, bảo hiểm y tế một cách miễn phí, tại vì họ là người trẻ. Giáo dục, những cái nếu mà họ có xóa nợ sinh viên hay không, đối với nhiều sinh viên như vậy thì chắc chắn là họ thấy là đó là một cái priority quan trọng đối với họ. Racism, những cái vấn đề xã hội, tại vì họ coi mình là người Mỹ, họ quan tâm đến những cái diễn biến đang xảy ra ở nước Mỹ chứ không phải ở ở nước Việt Nam, nước Trung Quốc, tại vì họ không xảy ra lớn lớn nữa đâu. Thì tôi không thấy là đảng Dân Chủ, đảng đảng Cộng Hòa không có khuynh hướng tốt hơn cái nào cả, chỉ có những kinh nghiệm của mình và những cái gì mình thấy là quan trọng, cho nên là mình bỏ phiếu theo cái đó thôi. Cho nên là những người trẻ, mình nói chung thì mình có thể nói một cách khái quát một chút, nhưng mà có một số kinh nghiệm mà người trẻ sinh ra và lớn lên bên Mỹ cùng chia sẻ với nó khác với người lớn tuổi, và nó chỉ là một cái yếu tố thôi so với và nó cũng là một cái phần trong việc mình bỏ phiếu cho ai. Nó bao gồm giới tính của mình, nó bao gồm chủng tộc, nó bao gồm mình là người giàu hay là người nghèo, mình có dựa vào welfare hay không, mình có what type of job do you have, tất cả luôn. Và nó sẽ ảnh hưởng Lá phiếu của mình. cái lá phiếu của mình. Xin lỗi. Cảm ơn. Cái chuyện mà anh vừa mới nói đó là cái chuyện mà gần như là người ở đây thì ít nhiều cái thế hệ thứ hai, đó là mình gần như mình biến thành một phân nửa người Mỹ, một phân nửa người Việt, thành ra cái sự lo lắng, cái nhìn, cái quan niệm của mình nó khác. Mình nhìn vào cái phần bên trong của nước Mỹ, về nội tình nước Mỹ, mình khác với cái thế hệ đi trước, tức là thế hệ vẫn còn nhìn ra ngoài, giống anh nói là những cái chính sách đối ngoại, và mình nhìn vào Việt Nam mà để mà mình có cái đó, là cái sự khác biệt giữa hai cái mà anh nhìn thấy là như vậy. Thì khi mà càng lúc mà anh lớn lên đó, lúc nhỏ thì anh càng thấy như vậy, mà lúc lớn lên anh có thấy mình có cái khuynh hướng nhìn theo những cái người kia không, hay là anh nghĩ là mình nên ảnh hưởng những người kia để những người kia nhìn theo mình, hay là những người kia nên đi về theo cái hướng của mình, theo cái hướng từ họ thuyết phục, tức là anh nghĩ là cái thế hệ trước người ta chưa nhìn thấy cái bài toán của mình, hay là mình chưa nhìn thấy cái bài toán của họ, cái nào mới là cái nào mới là cái mà mình cần để mà mình Tôi tiến nghĩ là câu tiến trả tới. lời đúng là có và không, tại vì cái trường hợp của cộng đồng người Việt nó rất là đặc biệt, tại vì chúng ta là một cộng đồng tị nạn và đa phần những người lớn tuổi ở đây đã đến từ Việt Nam và họ coi mình là người Việt Nam trước. Và mình rất là tự hào là người Mỹ, nhưng mà mình vẫn là người Việt Nam. Và cái Việt Nam của mình là cái identity quan trọng nhất đối với mình. Sau đó mình mới là người Mỹ và mình phục vụ cho cộng đồng người Mỹ. Và cái thế hệ thứ hai nó khác hẳn. Đó là lý do mà khi mà anh Dũng mới nói là thế hệ thứ hai đang theo đảng Dân Chủ á, nhưng mà thực ra thì nếu mà nhìn vào cái dữ liệu một cách chặt chẽ hơn thì nó không đúng, tại vì những người Việt Nam mới qua đây là người trẻ như tôi á, 20 mấy tuổi, thì cũng có khuynh hướng và theo đảng Cộng Hòa nhiều hơn đảng Dân Chủ á. Tại vì họ là người Việt Nam thì họ rất là quan tâm đến những cái thí dụ national security, an ninh quốc gia, họ quan tâm đến chính sách đối ngoại và những cái gì nó liên quan đến mình với cái identity là người Việt Nam. Và khi mà người Mỹ mà lớn lên mà trở thành người lớn tuổi thì họ vẫn sẽ thấy là những cái vấn đề xã hội nó xảy ra trong Mỹ nó không phải là quan trọng hay là không quan trọng, nhưng mà nó có priority đối với mình so với cái đề tài khác, so với cái vấn đề khác trong cái decision, trong cái quyết định mà mình bỏ phiếu cho ai.